Ok, thì bây giờ đúng với cái tiêu đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ thử ăn bánh lăng với lại tương ớt. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình đây là Windy. Thì hôm nay mình trở lại với lại series đó chính là ăn cay. Và hôm nay mình muốn review một khu ăn uống cũng khá là nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là khu ăn vặt Cô Giang. Thì ok, xin mời các bạn đi theo mình. Ok, thì giờ mình đang ở một quán bánh lăng. Thì để xem coi khu này bánh lăng như thế nào. Và các bạn hãy chờ đợi vào phần cuối nha. Rất béo và thơm. Nói chung là mình thấy nó cũng giống như bánh lăng mọi lần mình ăn. Cũng là đây là loại thường. Thì nói chung là nó sẽ ngon hơn bánh lăng mà các bạn uống ở trong trà sữa. Mình tin chắc là như vậy. Bây giờ mình sẽ qua loại cái này là bánh lăng trà xanh. Cái này rất là lạ. Là trà xanh lúc đầu á, mình tưởng đâu là bánh lăng trà xanh thì người ta chỉ là để thêm vô gọi là cái nước sốt trà xanh thôi. Nhưng mà thật ra thì không phải. Có nghĩa là ở trong cái bánh lăng luôn. Ở trong cái bánh lăng luôn nó đã là trà xanh rồi, và các bạn thấy nó sẽ bị vỡ ra. Nó sẽ bị vỡ ra. Có nghĩa là cái thành phần bánh lăng thì nó đã dùng trà xanh để người ta làm luôn rồi. Có nghĩa là ăn rất là thơm. Và nó mềm. Nó gọi là nó bị mềm rã ra luôn, chứ không phải là như bánh lăng bạn ăn bình thường và nó xốp. Bánh lăng trà xanh thì nó sẽ bị rã ra luôn, các bạn có thể nhìn thấy được, nó rã ra luôn. Và ăn thì toàn bộ là thơm mùi trà xanh hết. Rất là ngon và các bạn nên thử. Ok, thì giờ mình đến bánh lăng, cái này là gọi là cacao thì phải. Đúng rồi, bánh lăng cacao. Các bạn thấy là nó đen thui luôn. Nó đen thui so với những cái khác. Cái này thì nó đậm hơn cái bánh lăng thường. Cái bánh lăng cacao này thì nó đậm hơn rất nhiều so với bánh lăng thường. Và nó kiểu nó sẽ có mùi cacao, mùi sô-cô-la. Mà mình không thích loại này. Ok, thì giờ mình đến cái cuối cùng, đó chính là bánh lăng phô mai. Phô mai mình nghĩ đây là phô mai thì có rất là nhiều bạn thích ăn phô mai rồi. Ok, thì giờ mình sẽ thử phô mai. Nó béo hơn so với những cái bánh lăng còn lại. Cái này rất là béo và nó sẽ có mùi phô mai. Có nghĩa là tổng hết bốn cái bánh lăng này á, thì lúc đầu mình kêu là thường, trà sữa và cacao. Lúc đầu mình nghĩ là mỗi một cái nó sẽ có mỗi một cái nước sốt người ta chan lên riêng biệt. Và nó sẽ ví dụ như cacao người ta sẽ chế nước sốt cacao, rồi trà xanh thì người ta sẽ chế nước sốt trà xanh. Nhưng mà không có. Có nghĩa là thành phần của bánh lăng ở trong bánh lăng luôn là người ta thay đổi cái thành phần của nó. Ví dụ như là phô mai, người ta sẽ bỏ phô mai vào để người ta quậy cái bánh lăng này lên luôn. Và trà xanh cũng như vậy, thành ra là nó sẽ rất là khác. Cái phô mai thì nó đậm hơn và nó béo hơn, nó thơm hơn so với cái bánh lăng thường. Mình thấy có cái trà xanh đó là cái đặc biệt nhất. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I'm... Lấy cho con, có một loại đúng không con? Sô mít, sô xoài. Sô mít, sô xoài. Cho con bánh lăng. Bánh lăng hả? Lấy con một mít với lại một xoài à? Dạ, ok. Ok, đợi chút xíu. Thì nói chung là mình nghĩ là các bạn tìm chỗ này sẽ hơi khó một tí. Tại vì nó nằm ở trong
hai lần hẻm. Có nghĩa là từ đường lớn vào đây hai lần hẻm. Thì lúc đầu mình lại đây mình tưởng là đóng cửa không có bán, nhưng mà thực chất là các bạn phải bấm chuông. Không đọc bảng nó không biết. 85 ngàn. Dạ bao nhiêu con? 85, cái này 40, cái dưới 45. Mít là 45. Mít là 45. Rồi là 40. 40. Tổng tiền chúng ta sẽ là 85 ngàn. Bốn mươi lăm k chúng ta sẽ được 6 miếng. Như đây là bịch nước cốt dừa, wow. Ở giữa này nó có cái gì ta? À, xôi với lại như là xôi các bạn ăn bình thường thôi, kiểu như là xôi gốc vậy, và họ kẹp vô ở giữa miếng mít. Ăn thử. Rất là ngon các bạn. Xôi hương vị rất là độc, như là các bạn ăn xôi bình thường thôi, xôi ngọt. Và sau đó sẽ là hòa với lại vị mít rất là độc đáo. Vị mít nó sẽ không ngọt, nhưng mà mít nó sẽ có hơi vị chua chua một tí. Mít cũng vừa không thơm nữa. Các bạn ăn thử để biết, rất ngon. Đây các bạn có thể nhìn ở trong. Ở trong nó sẽ là xôi, nó có nhiều loại xôi. Có xôi màu xanh, xôi màu đỏ, xôi màu trắng. Có vị thơm của mè nữa, rất là thơm. Ok, chúng ta sẽ đến với cái này gọi là xôi xoài. Xoài riêng và xôi riêng. Vẫn là nước cốt dừa, sau đó chan lên. Các bạn thấy xôi nó sẽ có 4 màu. Nó sẽ chung với xoài. Xoài này sẽ là xoài chín chứ không phải là xoài sống chua. Xoài chín mà nó cũng có hơi có vị chua. Nói chung là cũng rất là lạ. Nó giúp cho bạn ăn không bị ngán, tại vì xoài nó sẽ có vị chua cùng với lại đó là xôi ngọt. Tăng thêm vị ngọt của xoài và có thêm vị chua để chúng ta ăn không bị ngán. Cũng rất là lạ. Các bạn ngán thì các bạn có thể ăn xoài không? Bạn nào đói bụng có thể ăn xoài không cũng được. Hộp này sẽ là 40 ngàn. Ok, thì giờ chúng ta đến với kem xôi dừa. Các bạn nhìn thấy là đây là xôi dừa, thì người ta dùng cái gáo để người ta đựng luôn. Thì trong đây chúng ta sẽ có kem. Kem này mình nghĩ là kem có vị dừa và một phần là xôi cùng với lại đậu phộng với lại dừa, cái dừa. Rất là thơm và béo. Vị dừa là chủ yếu, đúng như cái tên của nó. Có cả xôi, có cả sữa nữa, sữa ông thọ. Cái này cũng là dừa khô, rất là thơm và béo mị dừa, rất là khoái khẩu dành cho những bạn mà thích ăn dừa. Ok, thì bây giờ đúng với cái tiêu đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ thử ăn bánh lăng với lại tương ớt.
Ok, thì bây giờ mình sẽ thử muỗng đầu tiên với lại bánh lăng với tương ớt. Thật ra là mình đéo còn thấy mùi gì cái bánh lăng ở đâu nữa hết. Chỉ biết là nó cay thôi. Rất là tổm. Cái kiểu giống như là nó ở hai cái thái cực khác nhau vậy. Bình thường tương ớt các bạn sẽ ăn với những món giống như là món chiên, những món đồ ăn gọi là món lạc và nó mặn. Mà đây là món thức ăn ngọt. Ngọt rồi các bạn biết rồi. Các bạn thử ăn bánh mì ngọt với tương ớt thử. Thôi, chúng ta nên dừng lại ở đây đi. Rất là tỏm các bạn ạ. Ok, thì chúng ta đến với phần đó chính là thử xôi xôi mít với lại thành phần đó chính là tương ớt. Các bạn thấy là tương ớt hòa quyện với lại nước cốt dừa. Tương ớt và nước cốt dừa nó hòa quyện với nhau các bạn thấy. Mình nghĩ là nó cũng rất là khó chịu, nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn đỡ hơn cái bánh lăng hồi nãy, là bởi vì cái này nó có xôi. Tuy là sơn ngọt nhưng mà bởi vì bản chất xôi thì các bạn vẫn có thể ăn với tương ớt. Đó là mình vậy, nó vẫn đỡ hơn thôi, nhưng mà thật sự là nó cũng rất là tởm. Thế mình sẽ cố gắng ăn hết cái miếng này. Nổi hết ra gà luôn rồi, nổi hết ra gà luôn á. Rất là tổm. Ok, bây giờ chúng ta đến với xôi xoài và chúng ta sẽ thử nghiệm với lại tương ớt. Chắc đây là lần cuối mình đi ăn món này. Xoài mà cay thì nói chung là cũng có ăn rồi, là khi mà các bạn ăn xoài sống với lại mắm đường có cay có ớt hoặc là muối ớt thì nói chung là mấy cái đó đã từng rồi, nhưng mà đây là tương ớt với lại xoài chín. Ok, bây giờ mình sẽ thử.
Hồi nãy bánh lăng á là nó chỉ có vị ngọt với lại vị cay luôn đó. Bây giờ nó có thêm vị chua đó các bạn. Và vị béo nước cốt dừa đó mình nói thật. Thật ra là nó có rất là nhiều cái vị mà nó kiểu xung đột với nhau và các bạn không thể nào diễn tả hết được. Mình để hiểu mình ăn gì nữa. Ok thì bây giờ mình đến với lại phần chính của chúng ta, đó chính là chúng ta sẽ thử ăn với lại tương ớt. Ổn quá. Quá ổn. Cho mình một like để động viên mình ăn món cuối cùng này, đó chính là xôi dừa với lại tương ớt. Giờ nó đặc biệt lắm bạn. Giờ nó có vị lạnh nữa các bạn. Ngọt cay và lạnh. Đây. Đây là dừa. Bạn đừng nên thử cái này. Ok, mình sẽ cố gắng. Mình nghĩ là các bạn chưa bao giờ biết được cái mùi vị này nó như thế nào đâu. Chết mình rồi. Dừng chút. Mình đã hoàn thành xong cái review cái khu mà đồ ăn vặt Cô Giang này. Thì nếu như các bạn thích, các bạn thấy hay thì các bạn nhớ nhấn like và subscribe cho mình. Và hãy để lại một comment những cái khu nào ăn uống mà các bạn thấy ngon, hoặc là các bạn muốn mình khám phá thì các bạn hãy để lại review và comment. Mình sẽ review cho các bạn tiếp theo vào tập 2. Ok, cảm ơn các bạn.